Thì yo, xin chào anh em của tôi, và hôm nay tựa lại trở lại với anh em với một tựa game mới mang tên là Đi Câu Cá. Thấy chưa, nãy giờ tôi ta câu là tôi đã có rất là nhiều cá luôn rồi. Ok, bây giờ nhận tiền này, đó thì nó sẽ chuyển sang một cái con thuyền mới, và guild cũng có thể nâng cấp cái thằng câu này lên level càng cao nha, thì cái tốc độ nó câu càng nhiều. Và đó thì nó sẽ biến thành cái thằng khác luôn. Ngon chưa? Rồi, không biết nó sẽ level 50 là max rồi. Thì ở đây guild mở khóa thêm một thằng nữa và guild nâng cấp lên. Đừng coi có nhiều cá hơn cái gì. Tăng tốc màn hình ha. Rồi. Đó, max level mở thêm cái này nữa. Rồi. Kiểu này chắc là guild mở hết khóa đây. Các bạn có thấy guild nhiều tiền không? Tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để đi phá chứ làm gì? Thôi, thấy chưa? Rồi, tới đây là 10k nè. 10k, tốn chỉ 10k đô mà trong khi view có tới 100 tỷ đô luôn. 100 tỷ đô. Rồi, để khoan. Câu cá nãy giờ cũng chưa nghiên cứu được mấy cái này. Cái hộp này để làm gì? À, quà tặng ngẫu nhiên. Còn này cũng là quà tặng ngẫu nhiên luôn, như không cần. Ngẫu nhiên lụm. Còn cái này dùng để quay. Quay thử coi, bàn xây may mắn. Để xây được cái gì? Trời, đô nữa, ghiêu đâu cần đô đâu. Rồi. Tới cái cửa hàng này sẽ được mua gì? À, mình sẽ có bỏ tiền ra mình mua thêm một con tàu nữa nè. Ồ. Cái này vẫn chưa mở khóa được. Chờ ghiêu đủ mở mấy cái này đó. Đó. Tới cuối cùng luôn thì sẽ mở khóa được cái con tàu đó đó. Nãy giờ quá trời tiền rồi. Nhận tiền đã nhiều tiền rồi mà còn cho tiền nữa. Sao xài hết đây hen. À. Sau khi ghiêu mở khóa hết thì ghiêu sẽ qua một cái vùng đất mới nữa. Hả? Tất cả các ngư dân của guild đều level 50 hết á. Các bạn ngư dân của các bạn được level bao nhiêu? Chắc không có đỉnh như guild đâu ha. Nếu các bạn muốn đỉnh như guild thì nhấn vào đăng ký kênh đi. Guild sẽ mạch cái mẹo để các bạn đỉnh như guild. Đó. Ui, chưa mà. Chưa xong cái này. Chưa có xong gì hết. Phải nâng cấp tất cả những thằng này lên level 50 hết. Rồi. Ok, level 50 mát hết rồi, thấy chưa? Rồi nhận 1M tiền luôn. Xài tiền là không hết luôn á. Wow, còn được cái gì thành tựu nữa hả? Ui, nhặt thành tựu không biết bao giờ hết luôn. Rồi, một, nhận, rồi xong rồi, đó, bây giờ ở cái vùng đất này Gil đã mở phá thành công hết, thì đương nhiên Gil sẽ qua một cái vùng đất mới nha, cũng tăng tốc độ này, không biết có mua được cái con tàu mới chưa nữa, cái con thuyền mới, con tiền này vẫn còn cùi bắp lắm. Guild sẽ kiếm tiền mua thêm cái con tiền mới mà giờ cũng có nhiều tiền rồi. Để coi có đang sử dụng hả? Mấy cái này phải xem quảng cáo mới mở khóa được. Phải thiệt, có tiền mà cũng mở khóa không được nữa. Rồi 30m, 60m, rồi qua vùng đất mới luôn. Mở khóa hết luôn. Để coi sẽ có bao nhiêu vùng đất. Hơi. Rồi. Hết, chỉ có 3 vùng đất thôi à. Mà Gil đã mở khóa hết 3 vùng đất luôn rồi. Mà thôi, Gil sẽ đi qua vùng đất thứ hai và nâng cấp những cái con ngư dân của Gil lên level 50 hết. Đó. Để có thể nhiều tiền hơn. Nè các bạn có thấy không? Cứ mỗi lần nâng cấp nè, cái tốc độ dây câu cá của nó sẽ nhanh hơn ấy. Đó. Câu như điên. Chưa gì hết mà đã được 7
75 đô M rồi đó, triệu đô rồi đó. Nâng cấp, nâng cấp, nâng cấp. Không. Còn cái này nữa. Xài tiền mà không hết luôn. Đỉnh chưa, đỉnh chưa. Rồi, qua đây nâng cấp tiếp. Nâng nào mà tất cả các nhân vật trong game của Guild là đủ level 50 hết luôn. Và Guild đã hoàn thành xong cái game này. Để xem. Yeah, wow, mát luôn rồi. Thôi, câu được con bạch tuộc luôn cả. Nhìn con bạch tuộc thấy thương quá ta. Mà nó cũng sẽ thành bạch tuộc chiên giòn thôi. Nó sẽ được xuất khẩu đi qua một cái nước khác, nhận 20. Đó, rồi sen. Để coi ở đây thì sẽ câu được những con cá gì. Có câu cá heo nữa. Ủa, phải cá heo không? Con cá mà đỏ đỏ hồng hồng đó, không biết phải cá heo không nữa. Rồi, đủ các loại cá luôn. Ai muốn mua cá thì cứ liên hệ Guild nha. Ui, ở đây nâng cấp được level 100 luôn à. Hết luôn rồi. Và Guild chơi nâng cấp một thằng cái muốn hết tiền luôn. Tưởng đâu tiền xài không hết. Ôi, Guild sẽ nâng cấp từ từ đi. Đây, nâng cấp lên level 80 là được rồi. Ủa lộn, level 50 thôi. Chứ level kia rồi. Hết tiền. Mấy này hao quá. Đúng là câu cá heo hao thiệt. Nhặt tiền. Lên này lên level 30 là được. Hơn rồi. Giờ Guild chỉ còn mấy tỷ đô à. Hết tiền, hết tiền. Rồi, cái nào nâng cấp được thì cứ nâng cấp. Rồi, thằng này mới level 2 à, nâng lên level 20 luôn. 30 luôn, rồi. Tất cả các nhân vật của Guild đã được level khá cao rồi đấy. Để đi qua cái vùng đất cũ coi được bao nhiêu tiền rồi. Trời, sao ở đây chỉ có được 2M vậy ta. Ở đây câu cá cùi bắp quá. Rồi sang cái vùng đất này coi được bao nhiêu M này. Có 4 phải mấy à. Qua đây. Cũng vậy, hình như là mình phải treo máy á, cho nó câu thì mình mới được nhiều tiền ấy. Chứ mình chuyển vùng đất, từ vùng đất này sang vùng đất khác cũng vậy à. Up level. Rồi, Guild đã làm xong tất cả nhiệm vụ luôn. Quay coi sẽ được cái gì nha. 4 miếng thịt. Thịt này để làm gì nha. Rồi, hết luôn. Xong. À, cái thịt này là mồi câu để có thể câu được nhiều cá và nhanh hơn ấy. Hay vậy. Nhặt tiền. Rồi, chỉ có 3 vùng đất thôi hả? Phải nhiều hơn là Guild đã mở khóa được nữa rồi đấy. Mà ở đây chỉ có 3 vùng đất à. Để coi câu nhiều mấy con cá này nhìn tiếu à. Trời ơi, một đống là cá luôn nè. Trời ơi, nó lọt xuống luôn kìa. Thuyền chắc không hết. Nó lọt xuống dưới biển luôn. Nó bơi đi luôn. Thôi giải phóng bớt đi trời ơi. Công nhận cá này. Cái thuyền quá nhỏ bé. Phải chi mà Guild mua được mấy cái thuyền này ha. Đây mấy cái thuyền này vẫn chưa có thể mua được. Chỉ có thể là sử dụng xem quảng cáo. Mà Guild thì không thích xem quảng cáo. Ôi coi kìa. Đi đi. Cho thuyền mới tới nào. Rồi. Quay. Coi coi. À, quay được thức ăn cho cá nữa kìa. Càng được nhiều thức ăn cho cá.
10 10. Ấy, nãy giờ không thể ý thằng này level vẫn còn thấp này. Nâng nó lên level 30 luôn. Rồi. Thôi cá nó chèn thuyền luôn rồi. Phải mua cái này còn mua container chở cá chứ thuyền chở không hết rồi. Thấy nhanh không? Chưa gì hết. Liên tục cá tới liên tục, thuyền chạy liên tục. Cá nó tới nổi mà câu sống xuống biển luôn mới ghê chứ. Rồi ok. Anh em có cảm thấy là ghiêu câu cá hay không? Nếu hay thì hãy like cái video này, để lại bình luận là ghiêu câu cá hay nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video của ghiêu. Bye bye và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo nhé. Bye.